Xin chào anh chị nhé. Trước mặt anh chị là một con đường nhựa liên xã thuộc ấp Bưng C, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Anh chị chạy thẳng đường này ra khoảng 3 cây rưỡi đến 4 cây số nữa là mình ra được quốc lộ 14, khu nghiệp Đồng Xoài 1, chợ Tân Thành, Ủy ban nhân dân xã Tân Thành. Rồi mình quẹo ra được quốc lộ 14, mình quẹo tay phải thì mình về được bệnh viện tỉnh, sở y tế, khu nghiệp Đồng Xoài 2, chợ Đồng Xoài, siêu thị Co-op-mart thành phố Đồng Xoài, trung tâm hành chính tỉnh. Thì từ đây ra quốc lộ 14 là 4 cây. Ra đến về đến trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước của chúng ta thì rơi khoảng 7 cây. Đấy là quẹo tay ra quốc lộ 14, mình quẹo tay trái anh chị ha. Quẹo tay phải thì mình về được ngã tư Trần Thành, quốc lộ 13. Từ đây về quốc lộ 13 thì mình khoảng 20 cây số, ngã tư Trần Thành khoảng 20 cây số anh chị nhá. Về được Bầu Bàng, Bình Dương thì nó rơi vào khoảng 35 cây. Về đến thành phố Hồ Chí Minh khoảng 97 đến 98 cây. Về Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai á thì nó rơi vào khoảng chừng là bao nhiêu ạ? 60 65 cây anh chị ha. Đó là đi hướng này. Rồi, mình quay lại đây, mình đi được như vừa tôi có chia sẻ, hôm nay tôi sẽ làm hai video bên hai cái sản phẩm mới cập nhật ở bên ấp Bưng C, xã Tân Thành. Thì nó hai cái miếng này đối diện nhau nên là những cái thông tin tôi chia sẻ trên video thì nó y hệt nhau luôn anh chị nhá. Rồi, mình đi thẳng hướng này ra là mình ra được DT756. Rồi mình đi được Thuận Lợi, Thuận Phú của huyện Đồng Phú, hai xã đó anh chị ha. Rồi mình về được thị xã Bình Long, quốc lộ 13, về được Hớn Quản, huyện Hớn Quản anh chị ạ. Về được ngã tư Trân Thành nữa anh chị ha, huyện Trân Thành. Rồi, bây giờ thì đây là con đường bê tông này. Con đường bê tông này là đi thẳng vào cái miếng 2 hectare vừa tôi có giới thiệu anh chị. Đối diện miếng 2 hectare là một miếng 1 mẫu 7 điều. 1 mẫu 7 điều thì bây giờ tôi cùng anh chị đi từ ngoài đường nhựa. Đây, đường nhựa đây anh chị ha. À, đường nhựa này nhá. Đó, đường nhựa này, con đường bê tông tôi đang đứng này đấu nối với đường nhựa này, đi từ đây ngoài khoảng 500-600 mét thôi, đó là vào đến cái một mẫu 7 điều đó anh chị nhá. Bây giờ cùng tôi cùng anh chị đi. Trên cái mặt đường bê tông này thì rất là nhiều đơn vị người ta mua những quỹ đất, nhiều mặt đường để người ta phân xào, người ta phân lô anh chị ha. Ở đây thì dân cư người ta sinh sống hai bên cái đường bê tông này, hai bên đường bê tông này anh chị ha. Ở địa hình đất ở đây thì rất là bằng phẳng anh chị nhé, rất là bằng phẳng ha. Chất đất thì là đất đen pha cát. Đây có miếng đất điều, cái đơn vị người ta phân lô bán xào, người ta hôm nay người ta cắt cây, người ta cắm mốc người ta bán này. Đó. Đây người ta bán xào anh chị ạ. Đây theo tôi đoán là ngang 20 sâu 50. Đủ một xào ấy. Cứ đủ một xào là mình tách được một sổ rồi. Đủ một xào tách một sổ rồi. Còn khách mà mua mà muốn lên thổ cư thì người ta có cái sổ đó thì người ta tự đi đăng ký thổ cư thôi. Còn tuy nhiên thì có khoảng 100 mét thổ cư nữa thì cái giá trị nó, cái giá bán thì tùy từng cái đơn vị người ta bán. Nhưng mà có thổ cư thì sẽ mắc hơn là có một thổ cư. Rồi, mình đang lưu thông vào cái miếng 1 hết 7. Vừa ấy tôi làm là cái miếng 2 hectare này này, 2 hectare cao su này anh chị. Đó, cái miếng này nha, miếng chưa cao này này. 2 hết 6 tỷ là rẻ rẻ đấy chị nhá, 100 mét mặt đường này. Bây giờ thì cái vườn điều này thì đối diện cái vườn cao su này. Đâu chị? À, bắt đầu từ đây hả? Đây, bắt đầu từ đây 1 mẫu 7 ha. Đây ha. 1 mẫu 7 4 tỷ rưỡi. 60 mét mặt đường. Đây. Anh chị ha, bắt đầu từ đây. Bên phần cao su này là của hàng xóm này. Còn bên phần điều này là một cụm từ cái cột bê tông sang bên này là của 1 mẫu 7 này. Ranh giới rất là rõ ràng anh chị ha. Nó nằm kẹp giữa hai lô cao su hả?
60m mặt đường, 1 mẫu 7, đối diện cái 2 hết tôi vừa quay đây. Đất rất là bằng phẳng anh chị nhé. Ở đây chỗ nào điều là của cái miếng 1 mẫu 7 này nhá, vì ở đây nó chỉ có mình nó là điều thôi. Sang vườn cao su này là hết rồi này. Đó, anh chị thấy không ạ? Đối diện cái khu phân lô bán nền này, phân xào này. Đến đây là hết này, bắt đầu từ cái ngón tay tôi chỉ đây. Đây đây, mấy cây dại này này. Đó, sang đến cái vườn cao su vậy tôi quay đó, 60 mét mặt đường. Tổng diện tích là 1 mẫu 7. Và cái chỉ công tác viên của tôi chỉ nói là 1 tỷ rưỡi hả? 1 tỷ rưỡi không thương lượng à? Tôi xin phép tôi chạy vào đây một chút nhé. Đó. Thì đó, cái vườn điều đó anh chị ạ. Đối diện cái khu mà người ta phân xào này. Cái đơn vị mà bất động sản người ta hay đi mua những quỹ đất mà hậu không cần phải dài quá nhưng mà phải nhiều mặt đường người ta mới phân được, người ta mới phân được chị ạ. Đấy, con đường bê tông này đi nó cứ chạy vào chạy dài dài vào khu dân cư thôi đấy chị nhá. Chạy dài dài vào khu dân cư thôi. Rồi quay lại cái vườn điều tôi đang giới thiệu cho anh chị. Vườn điều bắt đầu từ đây nhé, 1 mẫu 7. Tôi quay lại này, bắt đầu từ đây, đối diện cái khu người ta phân xa, bắt đầu từ đây, từ cái rạch này nhá, từ cái mương này này, từ mương này, cắt sang vườn cao su bên đó, 60 mét mặt đường, đất rất là bằng nhá, cực kỳ bằng phẳng. Đối diện cái vườn 2 hết tôi vừa quay xong. 2S cao su này. Nhìn đây. Đó. Chị vừa nói 4 tỷ rưỡi hả? 4 tỷ rưỡi không thương lượng hả? Không. Rồi, chị nói là 4 tỷ rưỡi không thương lượng. Đấy là người ta nói vậy thôi. Còn chị, anh chị mà thiện chí thì mình lên xem đất. Thì ít nhiều thì cũng phải bớt ít lọc đúng không ạ? Đó là người ta nói anh chị nhá. Rồi một lần nữa tôi nhắc lại nhá, đất anh chị đang xem đây là có cái diện tích là 1 mẫu 7, 60 mét mặt đường tính từ cột bê tông này sang cái khu mà bên đó đó, bên đó, bên cái khu phân xào đó anh chị ha. Ấp Bừng C, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, giá 4 tỷ 7 không thương lượng nhá. Không thương lượng thì vườn điều thì anh chị nào quan tâm đến cái miếng đất này liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918645130 hoặc 0271373 7968 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị cũng có thể truy cập vào website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn.